Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, triển lãm đồng chí Võ Văn Kiệt, tấm gương người Cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân, khai mạc sáng ngày 21 tháng 11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng các lãnh đạo ban ngành thành phố và đại diện gia đình của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Triển lãm tập trung vào những hình ảnh về thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong đó nổi bật nhất là những khoảnh khắc vị cố Thủ tướng gần gũi với người dân các vùng miền. Triển lãm đồng chí Võ Văn Kiệt kéo dài từ nay đến ngày 30 tháng 11. Cũng trong sáng ngày 21 tháng 11, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, số 65 Lý Tự Trọng, quận 1 đã tổ chức triển lãm ảnh mang tên Dấu ấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hơn 200 hình ảnh trưng bày tại triển lãm chia làm 5 chủ đề: Quê hương và gia đình, đồng chí Võ Văn Kiệt, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, đồng chí Võ Văn Kiệt với Sài Gòn, gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Kiệt, với bạn bè quốc tế, đồng chí đồng đội và nhân dân. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 12.